Để nhỏ xíu à bà chị ơi. Cái để dồn tô, cái để dồn tô, các bạn con để dồn tô. Nói chung bạn nào mà yếu yếu chúng mình á, ăn con này xong khỏe. Ăn con nghỉ. Tình chè làm cho được 2 con. Còn có chừng 1 ký rồi các bạn ơi. Còn có mấy con thôi mà hơi nhỏ, có 2 con bự. 3 con bự với con nhỏ nữa mọi người. Chào các bạn, mình là Tâm Chè đây các bạn ơi. Rất vui được gặp lại các bạn nha. Chúc các bạn một ngày đầu tuần an lành nha mọi người. Hôm nay mời Thánh ăn cái tàu em về đây ăn 3 ký bạch tuộc các bạn. Cười. Đây nè các bạn ơi. Ê, bà Chè mới mua 3 ký bạch tuộc các bạn. Để một mâm chà 3 lửa luôn nha các bạn. Bây giờ thì ở đây là nước giấm các bạn. Giấm đường rồi nêm bột ngọt. Nói chung là nêm bột ngọt chứ nước mắm tôi vừa ăn rồi các bạn ơi. Chân nước mắm nè, chân nước mắm trong. Rồi bà tuột thì thôi khỏi nấu rồi. 3 ký luôn mọi người ơi, nguyên một mâm chà 3 lửa. Chà 3 luôn. Bữa nay về khỏi ăn cơm nghe các bạn hiền. Rồi là giấm đồ. Trời ơi, con bà tuột chà 3 lửa luôn các bạn ơi. Mặt bự hơn cái mặt Tâm Chè đó. Nói chung muốn ăn sao, bạn muốn ăn sống, ăn chín, ăn dừa, ăn tái gì bạn tùy bạn thôi. Bạn muốn ăn sao cũng được hết trơn nha. Không ai ăn của bạn hết trơn mà cũng không có ai tiếp ăn đâu nha. Ăn cả đi luôn. Đâu chọc ha. Thánh ăn cái tàu em, ăn dễ thương lắm các bạn ơi. Rất là sạch sẽ, vệ sinh nha mọi người. Bà cái bà tụt chứ mấy. Tôi sao bạn? Nói cho cộng đồng mạng xem đi, nghe các bạn nghe coi. Ngon là sao? Bà tụt giòn không? Tươi không? Tươi luôn ha. Tươi luôn. Giống như Thánh là cái tàu anh, ít lắm. Này các bạn, trời ơi. Mò quá bự luôn các bạn ơi, đã. Mà tuột từ rối. Rồi bỏ cho ông chị vậy là thấy ngon lành này ha. Sống về với vợ. Đó, chụm vô bạn Hiền ơi. Quá trời, con nào con nói nửa ký. Có con nửa ký. Mà tuột. Em mua hả? Sáng 150 ngàn chị. 150 ngàn 3 ký. Chị mới bớt 10 ngàn 440. Ăn là mai mốt bạn Hèn khỏi đi đám luôn không hè. Thấy mồi sợ luôn. Và cứ khoảng 3 con 4 con ký nha các bạn. Đã thiệt. Bà tuột ăn không có ngán nha ta. Ngán không Thánh? Ngán không vậy. Bà tuột mà ngán gì em ăn cũng được. Nhưng mà em ăn ít. Em ăn chắc 1 ký được. Thôi kệ. Kệ. Không muốn ăn sao không ăn. Thầu rồi. Giờ còn có mấy con nữa. Trời mưa các bạn ơi. Trời sắp đổ cơn mưa.
sao thánh còn ngồi đó đua bạch tuộc nè. Đây con bông bớt nè, chích hết bông bớt luôn, em rẽ bông bớt nè. Nhiều lắm nha mọi người, nó còn cũng cỡ cả ký rồi các bạn. Trong tô nữa hơn ký. Nước chưa đi vậy. À, muốn ở trời ơi cái này có phục vụ viên nhóc ở trên này không? À, đây là bà Thánh nè các bạn, à, bà Thánh đây là bà chè. À, phục vụ nhóc ở trên luôn. Quá trời phục vụ luôn. À, no chưa bạn Hiền? Hả? Có bao tử có triệu chứng gì no chưa? Đừng nửa bao tử chưa? Đừng nửa bao tử chưa? Muốn ăn nhiều hàng. Muốn ăn nhiều hàng, ăn hết cũng được, không hết cũng được. Ăn nào no thôi, vậy à. Còn 3kg, bạn Thánh có nhầm gì? Làm Thánh 3kg nhầm gì? Mình làm nướng cái kèo, mua 2-3kg cái kèo nướng cho ông ăn. Cho chồng chị ăn cá biết sao, nó bị không có mập, là như không có cholesterol trong máu. Ăn thịt nhiều thì nguy hiểm. Lâu lâu ăn thịt bữa thôi. Em cũng thích ăn cá. Nên mà nói chung ổng muốn thích gì không ăn đó. Đây nè các bạn ơi, còn một nồi nè mọi người ơi. Rồi còn một đống bên đây nè mọi người ơi. Cái nhóc mà chờ ăn nước chi. Ở chỗ này là Thánh ăn cái tàu ăn đó. Không cần cái tô như cái chén nha các bạn. Ăn không mời các bạn chân về. Dì mê nè, nghe ống kính nè. Đưa mời miếng mồi. Mời các bạn cái mồi kìa, mời cái tay chi. Mời các bạn gấp miếng mồi đưa nó. Chưa biết diễn nha các bạn, chưa biết diễn. Mời mồi ha. Cái dây hàng khô à các bạn ơi. Hàng khô à. Bạn nhớ ủng hộ cho Tâm Trì Vĩnh Long nha các bạn. Bạn thích thì bấm like, thích thích thì bấm subscribe nha mọi người. Chưa bắt ông coi cái ông ăn mì á, ông đồ chọc, ông đồ chọc. Ông muốn làm gì đó ông làm, ông ăn sống cũng được nữa mà ông ăn muốn gì ông ăn, ông ăn còn ông mà ông muốn làm gì ông làm, em đâu có đụng vô đâu. Làm gì ông làm, chăm bà dễ chơi chăm bà dễ đi hết bạn Hiền ha. Bữa nào đi vô nhà hàng mình ăn buffet ăn sập nhà luôn ha. Bữa nào buffet có cho bà xã đi ăn được, tại vì với ông buffet vô đó có đồ chơi, tức là không phải ấy, không phải có đồ chơi mà tức là người ta mình vô cái thấy mình cái người ta khuyến mãi cho mình đồ chơi mình ăn. Như mình vô quảng cáo cho người ta vậy đó. Để nhỏ xíu à bà chị. Cái để vô tô, cái để vô tô, các bạn con để vô tô. Nói chung bạn nào mà yếu yếu cho mình á, ăn con này xong khỏe. Ăn con nghỉ đó, tình chè làm chắc được 2 con. Còn có chừng 1 ký rồi các bạn ơi. Còn có mấy con thôi mà hơi nhỏ. Có 2 con bự, 3 con bự với con nhỏ nữa mọi người. Nó chưa? Nó chưa bạn Hiền? Nó cũng phải ăn hết nữa, gái ăn hết bạn Hiền ơi. Hết rồi bạn Hiền? Hết rồi không? Hết rồi bạn Hiền? Chắc cúng luôn. Không, nếu kiểu bơm đi. Bơm. Anh làm ơn chắc cúng rồi. Ăn điềm đạm viên gái vậy ha.
Nguyên ăn cho mình, Nguyên cũng Nguyên bán ăn Nguyên, mà nó có bầu mà nó ăn vậy đó Nguyên. Ăn mà nó nhậu nó ăn được dữ không em? Chắc nó chậu do như em quá. Nó có bầu ăn chứ. Có bầu ăn cho có bé mà ăn bé mà cái bé khỏe mà. Rượu đế nó làm dữ lắm à. Nồi hấp dẫn quá các bạn. Cái này muốn rượu đế thôi. Mà muốn rượu đế là bá phát nghe các bạn. Quay nãy giờ kìa. Này mà uống rượu đế là bá phát các bạn ơi. Ê, chung hết luôn đi. Ơi, chung hết, chung hết. Ồ, đúng rồi, chung hết, đã mưa các bạn ơi. Rồi, chắc ớt vô luôn. Một mâm luôn. Chung hết vô luôn các bạn ơi. Trời. Ngồi ngay chỗ Thánh ăn đầu chọc luôn mà. À, ngồi ngay chỗ Thánh ăn đầu chọc ăn ngày xưa nè. Đó. Trời ớt vô, nó đẹp. Ớt ngon quá. Đúng rồi. Ớt vô vậy. Thôi đặt cho nó đã. Giờ em làm trên kè cho chắc mấy chớp luôn á. Thôi rồi một nồi nè các bạn ơi. Rồi dặn lửa lên em ơi. Ê, ăn tranh thủ nghe ông Thánh. Tại ông Thánh biết sao không? Mưa tới, mưa sắp tới là chứ tối quay phim không đẹp. Còn sáng dễ quay phim á thì ít nói quá nè. Ba con. Ừ, mấy con đó chị. Cái này tao ép ăn nữa. Ép ăn. Kệ về nhà chị cho ông ăn chay đi, đừng cho ông ăn mặn. Cho ông rau đi. Ráng tụi nó một tí, tụi bỏ thịt vô thì cũng canh chay. Cái bỏ thịt vô nó cái thịt ngán quá. Ừ. Cái thịt ngán quá, vậy ta chị cho ông ăn chay luôn đi nha. Yeah. Ừ, chị cho ăn chay đi, rồi tại vì ổng qua đây ăn mặn không à. Ừ, muốn uống gì uống, muốn ăn gì ăn. Nhưng mà đừng uống nước nhiều quá nha bạn, uống nước nhiều quá là no đó nha. No đó nha, giống như ăn buffet vậy đó, mình không nên uống nước nhiều quá. Uống nước nhiều lại bị no đó nha bạn. Đó rồi, nè, con nhỏ đâu con mà con nè. Ừ, dứt cái luôn, dứt cái luôn, dứt cái luôn. Chính dứt cái luôn. Ừ, dứt cái luôn. Trời, bà nội nữa kìa. Bà nội cơm chưa? Ê, bà ổ gì? Cứ ổ ngại cho ông ăn đi, hết mưa rồi. Để cho ông ăn đi. Để cho ông khỏe cho mình đi. Trời ơi, vợ chồng ăn vợ hối. Ghê không? Vợ ép chứ. Vợ ép, tôi chị không ép nữa các bạn, là vợ ép. Bà Tử sao rồi? Bà Tử ở chế độ gì rồi? No vừa hay là no căng hay là chưa no? No vừa. Hả? Không đôi luôn. Để ông tự xử đi. Để ông tự xử hết luôn đi. Rồi, còn mấy con vớt hết cho Thánh ăn luôn nè mọi người. Chơi một tượng luôn nè. À, rồi ông cho ông ăn từ từ đi. Giờ trời cũng bớt mưa rồi các bạn. Mời các bạn ơi, chung Trần Bá Quyền nha. Mời các bạn chung Trần Bá Quyền nha. To rồi các bạn ơi, ông ăn con rất là kỹ. Ông còn chừa bỏ mứa lại một con chà bá lử luôn. Ông bỏ mứa lại một con chà bá lử nè. Rồi, ông nói chung là bạn Hiền ăn nhiều đó no rồi các bạn. Nha, ăn hết cho nó thôi rồi nghỉ. Ông còn bỏ mứa lại một con chà bá lử luôn. Thì bạn mình cũng cố gắng ăn hết nhưng mà thật ra là ăn hết nổi rồi. Nghĩa các bạn 3 kg lần mà thứ gì chịu cho nổi. Đó rồi, trong nồi hết rồi chị. Chị chịu nhiều coi trong nồi giùm em có hết rồi phải không? Rồi hết rồi các bạn ơi, trong nồi hết rồi. Đó. Trên á.
nói chung là ông còn con chả bá lửa luôn. Giờ ăn hết không? Bạn thì ăn con này hết rồi. Ăn thử coi nếu mà ăn hết nữa lại. Lắc đầu rồi mọi người coi. Lắc đầu rồi các bạn ơi. Đây, lắc đầu rồi ông. Múc nước nè chế vô. Ăn thử miếng nước rồi. Có nói không? Không ngán rồi. Ngán mà no không? No luôn hả? No luôn. Nói chung no rồi các bạn ơi. Còn con chả bá lửa nữa các bạn. Thôi chả trời. Con nước mà ăn không hết. Còn con chả bá lửa luôn. Chứ 3 tí. Mọi người có bụng nào chứ 3 tí. Ôi vậy là vui rồi. Ê, chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn các bạn đã xem video đến giờ phút này nha các bạn. Thánh ăn cái tàu em. Xin chào tạm biệt nha. Các bạn nhớ bấm subscribe kênh Tình Tiền Vĩnh Long nha các bạn. Bấm vô cái chuông để nhận được những video sớm nhất nha các bạn. Bye bye.